Sau đây là kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai, ngày 7 tháng 8 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 0. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 5, 5. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3068, 4045, 0596. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8252. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 31933, 85636, 79299, 40082, 72406, 00252, 38086. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 20938, 35759. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 47246. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 88191. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 42983. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 42983.